Thời đại 4.0, công nghệ đã trở thành điều không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Thậm chí, công nghệ hay nói rõ hơn là các ứng dụng hẹn hò còn đóng luôn vai trò ông tơ bà Nguyệt để kết nối những người cần tìm kiếm tình yêu. Song không phải ai cũng có trải nghiệm vui vẻ mà nhiều người thành nạn nhân bị lừa tình, lừa tiền. Điển hình là mới đây trong lúc vào khách sạn vui vẻ, người phụ nữ trung niên đã dùng điện thoại quay lại và sau đó giả có thai, hù dọ tung clip sex trên mạng để tống tiền bạn tình đã ngoài 60 tuổi. Ngày 18 tháng 3, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cho biết, diễn này vừa ban hành cáo trạng truy tố Phan Thị Tư, 45 tuổi, ngụ huyện Cẩm Mỹ, về tội cưỡng đoạt tài sản. Theo cáo trạng, vào khoảng tháng 3 năm 2021, Tư quen biết với ông H, 63 tuổi, ngụ thành phố Biên Hòa, và cả hai đã đi thuê phòng tại một nhà nghỉ ở phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa để quan hệ tình dục, Tại đây, người phụ nữ này bí mật sử dụng điện thoại di động quay lại cảnh vui vẻ giữa hai người để thực hiện ý định tốn tiền. Đến ngày 11 tháng 4 năm 2021, Tư giả làm kết quả siêu âm và sổ cấm bệnh thể hiện Tư có thai, đồng thời dùng clip nóng đã quay yêu cầu ông h đưa số tiền 300 triệu đồng, nếu không sẽ tung clip lên mạng và thông báo cho gia đình người tình biết. Lúc này ông Hắc không đồng ý. Sau đó, Tư yêu cầu ông h đưa 130 triệu đồng Lo sợ bị phát tán clip nóng lên mạng nên ông Hát đã đồng ý đưa Tư 100 triệu đồng. Đồng thời đề nghị Tư viết cam kết sẽ cắt đứt liên lạc và xóa ảnh nóng. Vào ngày 12 tháng 4 năm 2021, trùng lúc hai bên đang thực hiện giao dịch tại quán cà phê thuộc phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, thì Tư bị công an bắt giữ.